mừng mà tới nhiễu nước mắt luôn, nói thiệt luôn, mà nói khóc thiệt luôn, mừng một tỷ mấy hay là hai tỷ cưa hai với con luôn, nước mắt thề kinh tâm. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Và hiện tại thì Trang đang có mặt tại Kinh 15. Thì hiện tại địa phận này vẫn còn trong khu là huyện Vĩnh Thạnh của chỗ Trang ở, đúng bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì Trang đến để mà mang niềm vui đến cho ông bà Ba Chuột ở ngoài kế đường cao tốc. Lần đó thì Trang cũng có chia sẻ với ông bà cô chú anh chị là cô chú là hai cô chú đã hơn 60 tuổi, có một đứa con 27 tuổi bị tật đó ông bà cô chú anh chị. Nay thì tin vui đến cho cô chú thì có nhà hảo tâm, đó là hai nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho hai cô chú là hai cái bồn nước luôn. Quá trời mừng luôn rồi. Bây giờ Trang đã mua bồn nước giao rồi, giờ thì Trang qua để Trang bàn giao bồn nước cho cô chú nha. Đây cho ngoài ông bà cũng đi với Trang nha. Đây cô chú ở là ở đậu của đất nhà nước nha ông bà cô chú anh chị, là đường cao tốc nè. Trang cũng không có được phép chạy xe lên đây luôn nữa, nên đậu xe ngoài kia họ bỏ vô. Đây ông bà cô chú anh chị ơi, con chào cô chú nha. Mới đi lấy hết vậy hả cô chú? Hết bất ngờ rồi. Xin. Dạ con chào cô chú. Mừng quá cô ơi. Mừng quá hả cô? Chắc được chưa? Chưa tới nhà nó mừng quá cô ơi. Mừng quá trời mừng à. Ngồi đi con. Dạ. Thôi 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 con có nước trên xe rồi. Ngồi nói chuyện với con chút đi. Con có đem theo nước hết à. Chú mới đi dở lạp gì hả chú? Bán cô mới đi chợ gì nè. Chú ra đây luôn đi chú. Chú ra đây luôn đi chú. Ở đây nè. Mới đi dở ít vậy được nhiều không? Đẹp ra. Mấy con à? Được mấy con hả? Rồi bây giờ đất hỏm xin nhà tài trợ, xin ông bà cô chú một cái, bây giờ được hai cái luôn rồi. Mừng dữ lắm mừng. Mừng dữ lắm luôn hả? Hồi tối ngủ không mua được. Trời ơi. Mừng dữ. Hồi tối ngủ không được là nói là trời không mưa hay sao? Mừng quá, mừng quá. Mừng quá mừng luôn hả? Giờ có hai cái bồn rồi biết để đâu giờ? Nữa cô ơi. Dẹp ở đây để đèn cái, để chân này cái. Dạ đúng rồi. Rồi em đó không có cái giỏng ngồi luôn là sao? Kệ okay, em mà. Giọng trong. Giọng trong hả? Giọng này tuyệt đối là không cho em đưa. Bởi vì gần xong. Đang ăn kìa. Ừ. Mừng mẹ gì. Chờ, mua cho nó. Mới đi chờ. Đâu có cho em nào ngồi đây tuyệt đối. Dạ. Ừ, tuyệt đối miếng cu đi đâu rồi bỏ cái miếng này xuống. Nhưng, lâu dữ lắm. Nhưng mà lắm. Nhưng mà em nghe mình nói hả? Không cho ngồi đây là không ngồi hả? Không ngồi nó biết. Dạ cô chú ơi thì có nhiều cô chú xem video lần trước rồi thì biết cô chú. À, như lần này thì con lại đây thì có nhiều cô chú không có biết thì cô chú giới thiệu tên tuổi lại cho ông bà cô chú biết đi cô chú. Dạ. Cô bao nhiêu tuổi tên gì? Mẹ có tên bà kìa. Cô tên gì? Dạ em tên tên Thương. À, năm nay năm nay tuổi Thìn mà 61 tuổi. Tuổi Thìn 61 rồi chú. Hả? Chú nhiêu tuổi? Em 65 tuổi tên xấu đó. Trời ơi. Rồi chú kìa chú nhiêu tuổi? Chú cũng 1 tuổi á. Rồi chú tên gì? Chú giới thiệu đi chú. Chú tên gì chú? Cũng tên xấu đó. Tên Hạnh. Tên Hạnh hả? Sao mà kêu ông Ba Chuột không à? Tại Ba Chuột cái Bạc tên chuột á. Biết là nổi tên luôn, nổi tiếng ở đây luôn. Trời ơi, nổi tiếng đây luôn. Con mà hỏi tên Ẩm là người ta không biết luôn á. Đúng rồi. Rồi hỏi tên cô cũng không biết luôn á. Vậy hả? Vậy là người ta kêu cô bằng gì? Cô bà Ba Chuột tên. Ừ thì bà Ba Chuột, ông Ba Chuột là phải bà Ba Chuột chứ. Chứ bà ếch là tới công chuyện à. Dạ thì hôm nay thì rất là vui hai cô chú khi mà mình ước mơ của mình được kết hùng thôi, nhưng mà bây giờ mình con nhận được hai nhà hảo tâm luôn là để mình có được hai cái thùng nước luôn nè. Thùng này là con mua thùng tốt luôn nha. Cái thùng tốt nè, cái thùng thì nó không tốt, gọi giá thường á, giá rẻ hơn một chút xíu thì nó sẽ không có ngăn, nó chân lùi từ trên xuống dưới luôn. Thì cái nhà bán người ta cũng giới thiệu cho con. Dạ, với lại con cũng muốn là mua cái tốt tốt cho cô chú đi. Có gì xài được lâu. Tôi đi nói với người ta, tôi nói hai chú này vợ chồng đẹp dữ lắm, đẹp. Rồi có mấy người kia nói gì nè, nói tội nghiệp ông với bà à, suốt cuộc đời không có mua cái này nổi đâu. Nhờ nói chung ra lên YouTube mắc cỡ, cũng hơi mắc cỡ một tí xíu. Mình có gì đâu mắc cỡ. Mình còn bằng ăn được mà. Đã có thí dụ, cái cảnh khổ quá. Ham cái này chứ không có những anh giới thiệu rồi, chắc cô cũng 5 năm thì cô cũng không dám hở miệng. Ở đây là nói chung ra là không dám hở miệng với xã hội này luôn á.
mà người ta cũng hứa cho lắm luôn mà, nhưng mà ở ngoài người ta hứa gì chứ, người ta hứa lèo rồi chứ không cho. Phải cho là giờ con đấu vô tới đúng không, mà cho đi mà nữa. Sao ước mơ của cô á, thiệt luôn, cô ước làm sao mà trong bụng cô làm sao nói gì nè, cô ước làm sao mà không biết làm sao bằng cách ông trời mà đưa đến gì cho những người nào mà lòng dạ như cô vậy đó. Thật sự mà nói luôn, thật sự cũng như không có gian hay là những cái gì đó như là ước mơ như vậy làm sao. Ngày nè, hôm nay gặp hai vợ chồng của con là rất là mừng luôn á. Thiệt muốn khóc luôn. Dạ. Cái ước mơ của mình như vậy đó ha. Dạ. Tại vì cô chú biết sao không? Theo con á là con cũng suy nghĩ như thế này. Dạ, nhà hảo tâm đúng không? Là dạ, con sẽ nhận một cái thôi. Cô chú đủ uống rồi. Nhưng mà do là con nhớ được, con nhớ được là cái con kinh này nè. Nước thì nước nhiều vậy. Nhưng mà tới cái mùa khô á ha. Là những cánh đồng người ta sẽ xả nước ra, đúng người ta rồi, xịt nước á, nước rồi. Nó sẽ ô nhiễm rất là nhiều, đúng nên rồi, là đúng thôi rồi. Là được hai nhà hảo tâm tặng là con nhận luôn, để đúng mà rồi. Một thùng mình có thể uống, một thùng mình để chứa nước tháng khô mình xài, đúng mình xài tiết kiệm cũng được, mình cũng rửa cá, rửa rau, mình nấu cơm ăn cũng được, đúng chứ rồi. Bây giờ nước đó mình đem xuống mình rửa rồi mình ăn vô, nó đâu có hay chết đó. Hết vi khuẩn đâu. Cô hả, cô chú với em ha, toàn là bị dị ứng da, thường thường đi bệnh viện hoài, bây giờ hả uống thuốc đồ này nọ em mới bớt luôn. Dạ đúng rồi, cái mình không, của cái em mùa nước này đỡ nè, chứ mùa khô là toàn bộ là nước kinh trên lúa xả xuống không. Tại vì cái con kinh này là con kinh để lưu thông nước để cho người ta xài ruộng lúa tứ gãy thôi, đúng chứ rồi. Không có phải là cái con sông mà em ha, bị dị ứng da đó, bị thuốc sâu quá. Bác sĩ nói luôn, mình mới biết dị ứng như không, dị y gan như là tưởng tượng như con là cũng như sảy luôn á. Khóc và thả xuống cá nó chết chừng. Dạ. Trời, cô ước mơ dữ lắm cô hả, nên với chú ngồi nói chung ra là ước mơ thùng này dữ lắm thùng. Dạ, ước mơ thì ước mơ dữ lắm đó. Theo cái ý nguyện của mình mới có tặng được hai cái thùng mà ngủ không được rồi, lỡ mai mốt mà ông bà mà phụ họ mà trúng tấm số 1 tỷ mấy sao bên đường xài chọn. Cô nói thiệt luôn, nếu mà trúng 1 tỷ mấy hay là 2 tỷ cưa hai với con luôn, dứt khoát thề trong lương tâm, thề trong lương tâm luôn. Giữa đây có mua giấy số không? Có luôn hả? Lâu lâu cũng mua 1 lần thôi chứ không có phải mà mua hoài nha. Cũng như người ta ép với mình mơ mà mơ vậy chứ nói chung ra thiệt là mình không có làm phước chắc chứ mình không có tiền đâu mua. Thiệt luôn, cô mơ ước thì mình nói như vậy mà cô trúng và cưa hai với con liền. Cô nói Phật trời, nếu mà không có như vậy ra cho cô chết luôn. Thiệt. Dạ thôi thì bây giờ con thiệt sẽ luôn mà mừng mà tới ra nhiễu nước mắt luôn, nói thiệt luôn mà nói khóc thiệt luôn. Mừng luôn, mừng khóc luôn, chưa trúng sao mà khóc rồi. Trời ơi, chưa trúng rồi khóc rồi. Thôi cô ơi, giờ trúng rồi nè, trúng được 2 thùng mình nè. Dạ thì một cái thùng đầu tiên là được bác Quỳnh Phước Cương ở Đức tặng một cái bình cho cô chú ha. Dạ. Thì bác Quỳnh Phước Cương có gửi về cho con tổng số tiền là 4 triệu. Con mua một cái thùng này là trị giá là 2.750.000. 2.750.000 là 50.000 nha cô. Dạ. Là một cái thùng đó. Còn một cái thùng còn lại là của được thầy Thật Tánh ở bên Úc là gửi về cho con là 3 triệu. Con mua cũng cái thùng là 2.750.000. Dạ. Thì hai người đều còn dư tiền hết, nên thì con cũng có hỏi ý nhà hảo tâm, nếu mà dư thì con sẽ gửi lại cho cô chú để mà có thuốc men gì lo cho em ha. Nó ngà mua ăn uống cho em cô luôn. Cô mừng lắm mà điều cô không có dám mở mâu ra cô nhận số tiền đâu. Nếu mà con cho thì cô cũng cảm ơn, cô sẽ dành mua sữa cho em uống. Dạ thôi chứ không có gì. Dạ mừng lắm, mừng dữ nghe cô. Rồi bây giờ là một thùng là cô để đây đúng không? Đúng rồi. Một thùng để đây là chiếm chỗ của em ngồi rồi đó nha. Mấy mốt vô trong ngồi nha. Mấy cái đó để đó 1 thùng nữa là được. Dạ, rồi để đây 1 thùng để nữa. Để nhà không có được. Dạ đúng rồi, cái nhà mình đem cái thùng vô nó bự bằng cái giường rồi. Rồi bởi vậy vô không được á. Mình lấy rồi mà vô không được. Rất là bự. Đó. Rồi mình để bên đây một cái nữa. Đó cái đây một cái rồi. Dạ. Rồi chiếc này là mình xài qua mùa khô. Trời ơi mà cô xài cái này nó giữ lắm lâu luôn, khổ làm cây nước cái người ta. Tới hình như tới 1.500 là. Ngàn rưỡi bự lắm. 1.500 đó, 3.000 là nói chung ra là cô xài hết vụ chắc cũng còn luôn á. Hiểu ha, vậy là ok rồi. Bữa xài 5 lít thôi, tính ra cũng 2 tháng cũng đủ hết.
tính ra nữa đi con. 5 lít nước à? Con tính đi đúng bây giờ. Trời ơi. Cô tính như gì nè, cô ước mơ từ lâu cái kiểu mà mua nước này mãn năm đây, nó không phải nó mãn năm muốn mà cái thùng 3.000. Mà bây trong giờ, khi cô chú cho như vậy là mình không có mua nước tiết này kiệm nữa. Được mấy ngàn một là, ngày là cô nói cho con nghe với chú nghe. Là cô lấy cái số tiền cũng như mãn năm này nè, mình có cái thùng đó rồi mình gom lại mình mua sữa cho em uống, mình không có mua nước này nữa. Trời tính ghê hay chứ bộ. Mà ước mơ cô ước mấy năm nay luôn chứ không phải là mà một năm nay đâu. Mừng lắm mà. Còn nữa à? Đúng, mừng lắm. Dạ còn bây giờ thì con sẽ cởi gõ số tiền mà con nhận được ha. Dạ đầu tiên là con nhận được số tiền là 3 triệu đồng của thầy Thật Tánh ở bên Úc. Thầy có gửi cho con 3 triệu, con mua cái thùng là 2.750.000, thì còn lại là 250.000 đồng. Còn số tiền thứ hai là nhận của bác Quỳnh Phước Cương ở Đức là 4 triệu đồng, thì mua một cái thùng là 2.750.000, thì còn lại là 1.250.000. Tổng cộng hai số tiền còn lại là một bên là 250.000, một bên là 1.250.000, thì tổng cộng là còn 1.500.000. Đây con sẽ gửi cho cô chú là 1.500.000 của hai nhà hảo tâm nhau nha. Một người là 250.000, một người là 1.250.000. Dạ đây con gửi cho cô chú số tiền còn lại. Để có tiền đi bệnh viện cho em nè, rồi mua sữa cho em nữa nè. Rồi em đâu có mang tả hả? Không. Em tự nhiên bình thường mà. Dạ. Nó bị ấy mà. Nó bị liệt hết nửa bên. Nó nhờ uống thuốc uống sữa nước ngoài đó không có là 3 bữa đi bệnh viện, 4 bữa không được. Nó suy dinh dưỡng mà. Có kiểu suy dinh dưỡng. Sữa gì cô biết tên? Sữa gì cô? Sữa mà thứ lậu gì đó mà họ cũng không biết luôn đó. Cái này nè, cô đưa cái này nè. Mà miễn hộp bự thì 900, còn hộp nhỏ này 300. Mà mình mua hộp nhỏ thôi chứ tiền đâu mua hộp bự. Ba bữa là nó đi bệnh viện, 4 bữa nó đi bệnh viện từ ngày bác sĩ mà ra tẩy tới giờ nè. Nè, sữa này nè. Nè, 300 mà. Uống sữa tới bây giờ luôn. Gom góp, gom kỉnh, đặt ớt, đặt lương, đặt cua, đi cắt lúa để dành tiền mua sữa. Nói chung là ăn uống cũng không dám ăn, nó chắc nhường ăn không. Với ăn đúng sáng rồi. Đi. Cô chú có ăn sáng chưa? Một đứa cục xôi. Cục xôi, có em được ăn hủ tiếu. Bánh canh hủ tiếu gì vậy? Đúng là cha mẹ. Ăn bánh ướt. Ước mơ vậy đó, mình té ra đồng tiền ăn. À, mãn năm này tính ra cũng bạc triệu nè, triệu mấy luôn á, uống nếu mà mãn năm là triệu mấy. Ta không chịu chở vô. Ta không chịu chở. Vô tới đây là 12.000 một bình đó con. 12.000 một bình, 13 hả? 13.000 một bình mà năn nỉ lên, năn nỉ xuống. Con liên hệ với cái mua thùng lần đầu tiên á thì hết thùng chỗ mẹ con mua, hết thùng loại thứ mẹ con mua, con cũng sợ lắm. Con sợ tại sao mà mẹ con mua giá đó mà lại con lại mua giá khác, con sợ cũng làm trên mạng xã hội mà. Mẹ là năm thật. À, là xong cái con cũng tìm là cái loại giống mẹ gì đó. Nhưng mà của mẹ là Nam Thành, còn cái này là Đại Thành nha. Nếu cô chú anh chị mà muốn xem về cái giá bồn của Đại Thành đó, tại vì Đại Thành có bán trên toàn quốc luôn. Đại Thành là cái thương hiệu nhựa rất là uy tín từ trước đến nay. Thì khi mà con mua cái bồn thứ mẹ con á thì người ta không giao. Với lại là cái bồn đó thì người ta không giao, tại vì nó đường cao tốc nè. Khi mà lên tới cao tốc này rồi là chỉ thẳng xuống đây, là phải tuốn ra tới Kiên Giang thì mới có đường xuống. Xa quá. Rồi bắt đầu con bắt buộc con phải đi tìm cái cửa hàng khác. Cửa hàng khác thì không có bán loại rẻ tiền, chỉ bán loại mắc tiền thôi. Cho nên thì con mua loại này luôn mà hôi mắc này tiền cũng thì được người ta, con người ta cũng giải thích cho con hiểu là cái loại nhựa đó nó sẽ không chắc bằng cái loại Đại Thành, tại vì Đại Thành là thương hiệu hồi đó giờ rồi. Đúng rồi. Dạ đó. Rồi bây giờ thì cô chú có lời gì cảm ơn đến hai nhà hảo tâm không? Đầu tiên là cô nói đi. Em này lớn tuổi à? Nói chuyện thương em. Em được. Đúng. Em được, hình tên như là gì, em được gì? Hai người là được rồi, tại vì tên nhiều khi cô cũng không nhớ đâu. Nhớ đâu, cảm ơn được rồi. Em cũng không biết nói gì đây, em cảm ơn chị không, cho hai nhà hảo tâm là hai nhà hảo tâm hết trơn cho em hai cái thùng này, lúc nào em cũng cảm ơn qua cái mùa là nước. Nước người ta ở trên ruộng đồ này nọ, người ta rải phân xịt thuốc á, em uống hồi đó tới giờ ha, em ước mơ được hai cái thùng, mà bây giờ á là mấy anh cho em đây là được hai cái thùng, em kính mến nhiều lắm luôn. Em gửi lời thăm hai anh được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng giàu giàu
mặn ăn phát đạt phát tài, có tiền có của, cho em được hai cái thùng thì em cảm ơn. Em không biết làm sao mà em nói cho hết cuộc đời của em. Em cảm ơn hai anh nhiều lắm. Rồi vui vẻ đi nè, cô là mang là để cho con có tinh thần là khoắn trắng rồi tinh thần là vui vẻ để con đi còn giúp đỡ nhiều người khác. Nước non nước nôi rồi quá trời luôn, em khổ. Em xin hai anh được cái thùng là anh cho em đây, là em cảm ơn nhiều lắm luôn. Em xài em lưu niệm nhắc nhở hai anh hoài suốt cuộc đời. Dạ này, rồi cũng không quên hai anh nữa. Dạ rồi, bây giờ còn tới chú có lời gì rồi gửi lời đến hai nhà hảo tâm chú. Nói chung mà được hai cái thùng hai chồng rất là mừng, cũng gửi lời cảm ơn hai anh ở ngoài là giúp đỡ cho hai thùng. Em không biết nói gì hết, gửi lời cảm ơn chúc hai anh thân hạnh phúc vui vẻ. Dạ cảm ơn chú. Chắc em này không biết gì đâu, chỉ biết nói. Dạ đúng rồi, mà nhưng mà nhớ cái bánh trung thu nha. Nãy giờ đi đâu là xách cái bánh trung thu đó. Cũng ta cho đó. Trời ơi, lật lật xin thử cho không nha. Con xin thử rồi cho. Em ơi, cho chị cái bánh này được không? Cho chị được không? Cho chị được không? Không, người ta còn nhỏ nghe, người ta 27 tuổi nhưng mà người ta còn nhỏ, người ta còn biết trung thu nha. Cố gắng nha. Mặc dù là nó bệnh hoạn vậy đó, nhưng mà đó là niềm vui của cô chú đó, mà cô chú anh chị nha. Đi đâu rồi chị cháu đi đâu mà không có nhà là nhớ đó nghe. Nhớ, nói chứ cuộc đời mình là mình mắc nợ đó. Mình... xin con cho đó. Dễ gì mà cho con. Dạ. Tối nó ôm vô mụn luôn. Trời ơi. Lòng dữ lắm nó mới... Mà không ăn luôn hả? Lòng lắm nó mới chịu ăn. Không, mà bây giờ cái bánh này cho bao lâu rồi? Mới cho, bác năm nó mới cho. Vậy hả? Mới cho hả? Cho bơm nước lúa. Dạ, thì ngày hôm nay thì Trang cũng rất là vui luôn khi Trang đại diện cho hai nhà hảo tâm đến đây tặng cho cô chú hai cái bồn nước. Cùng với đó thì cho Trang xin gửi lời chân thành cảm ơn bác Quỳnh Phước Cương ở Đức cùng với thầy Thạc Thánh ở bên Úc rất là nhiều, vì có sự hỗ trợ của bác và thầy Trang mới có cơ hội đến đây để mà tặng hai cái bồn nước, giống như thực hiện cái mơ ước từ trước đến nay của cô. Cô nói là hồi tối khi nhận được cái bồn á là cô ngủ không được rồi, mặc dù là không biết cô gửi đèn thùng cho người ta ăn thùng không, nhưng mà mơ ước từ là thấy nằm mơ ngủ vui là ngủ không được rồi đó. Và cô chú thì Trang cũng rất là mừng khi mà mỗi niềm vui của mỗi gia đình đó, Trang chia sẻ lên nhận niềm vui á, ít hay nhiều, nhưng mà đó là những cái mơ ước của những gia đình khó khăn, thì Trang cũng cảm thấy rất là vui. Mặc dù là Trang không có giúp gì được nhiều hết, nhưng mà Trang là người đến đây để mà chia sẻ video, thấy gia đình vui thì Trang cũng vui lây đó mọi cô chú anh chị. Bây giờ thì Trang cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cùng với là bác, gửi lời chúc bác là con mong lúc nào bác cũng luôn rồi dồi dào sức khỏe, giống như cái mong muốn của chú muốn để bác làm việc thiện, để mà cho con cháu của bác cũng muốn nêu gương bác, để giống như câu bác thường nói lá lành thì lùm lá rách, như là mặc dù là bác không có tiền nhiều nhưng mà bác cũng muốn chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Đó là tấm lòng của bác cùng với thầy. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui luôn, không biết nói lời nào, nhưng mà Trang xin thành thật cảm ơn bác và thầy rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi con về thì con cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô với chú. Mong con mong cô chú lúc nào cũng luôn được vui vẻ như thế này. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng mà cô chú tinh thần rất là thoải mái, như là chẳng màng cuộc sống bên ngoài có giàu có bằng ai, nhưng mà quan trọng là gia đình đầy đủ sức khỏe là trải qua cuộc sống hàng ngày là rất là vui rồi. Cùng với đó thì con cũng mong là cô chú sẽ luôn được nhiều sức khỏe để có thể luôn luôn để chăm sóc cho em như thế này. Tại vì bây giờ là hoàn toàn là em không thể nào chăm sóc cô chú rồi, cái đó là cái trước mắt mình có thể thấy được rồi. Cô chú thì, nhưng mà niềm hạnh phúc của cô chú được săn sóc em là càng vui rồi. Còn bây giờ con xin phép cô chú con về nha. Cuối cùng chúc hai vợ chồng mà lúc nào cũng mặn ăn lương thiện, có được nhiều sức khỏe, giúp cho bà con nghèo khổ thì lúc nào cũng vậy trơn, khỏe mạnh tay chân đồ này nọ cho nó đi đi xa, với chúc cho gia đình chị với mấy cháu được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng như cô là vô tư vậy đó, không vô tư, nói chung ra vô tư ước mơ là cái nguyện vọng là đẹp hết. Dạ. Cả gia đình đẹp hết luôn, mạnh tay khỏe chân,
Dạ. Như cô vậy đó, đi bằng dạ. Lao động đồ này nhỏ. Dạ con cảm ơn cô chú. Có sức khỏe đẹp quá. Dạ con cảm ơn chị. Không ăn uống gì hết trơn, cho cô khỏe, cho cô mừng coi. Dạ. Uống miếng nước nha, uống nước dừa đi. Dạ con có nước trên xe của chú để dành cho em. Con đi về vậy rồi con có đi đâu nữa không? Dạ giờ này con phải đi vô Kiên Giang nữa. Dạ. Đi luôn hả? Dạ. Ôi ôi, bồn bự lắm nha bà cô chú. Đây. Ngang đầu nha. Ừm, bây giờ giáp thôi. Bự lắm. Còn mình tới 1m2 gì lắm. Dạ. Thôi con về nghe chú. Dạ. Sáng được ít nhiều không chú? Đâu mười mấy con gì đó. Mười mấy con. Cái đó nó vô. Có đủ ăn không? Có. Vậy hả? Qua mình xịt được mấy ký cái chè sắc mắm cái chè có. Vậy đó hả chú? Vậy mà con đi ra chợ con mua thả là 30-35 không á. Tại phải rồi, mấy người đó là bạn hàng, ta mua lại ta bán lại mà. Dạ. Con về nghe chú. Bà cô chú thấy đó, đây là cái con sông mà con tin mà kể cô chú là sinh hoạt hàng ngày nè. Đó, mùa nước mà nó còn như vậy nè, tới mùa khô là nó sát đáy luôn nha. Nó khô mà nước nó không có được gì đâu, nó kẹo nẹo do là người ta bơm nước thuốc đồ ra trong đồng á. Tại nó ông bà cô chú nhìn thấy là bên đây là đồng, bên kia là đồng. Tại ông kinh này là để người ta đào, để người ta làm nước, để mà bơm chủ yếu là người ta để là tưới tiêu của lúa với của gãy thôi. Không phải giống như con sông con kinh mà ở ngoại của Trang. Ở ngoại của Trang con sông con kinh vẫn còn sạch nha. Mặc dù là nó nước nó không trong thôi nhưng mà vẫn còn mình xài được. Còn ở đây là Trang thấy hoàn toàn là quá ô nhiễm luôn á mà cô chú.